Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, đã không có câu chuyện cổ tích nào được viết ở sân vận động quốc gia Singapore ở trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2020. Sau bài học xương máu ở trong trận lượt đi, Indonesia đã chơi rất tốt ở trận tái đấu và đặc biệt là trong hiệp 1, nhưng họ cũng chỉ có được kết quả hòa hai đều. Trung cuộc thì Thái Lan đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 6-2 để vô địch AFF Cup 2020. Chiếc vô địch AFF Cup 2020 của Thái Lan là rất thuyết phục khi mà đội bóng này duy trì thành tích bất bại, họ ghi được nhiều bàn thắng nhất và cũng để thủng lưới ít nhất giải. Trong hành trình chinh phục chiếc vô địch thứ 6 của Thái Lan, họ đối đầu với các đội bóng có trường phái bóng đá khác nhau, nhưng huấn luyện viên Alexander Poking vẫn ứng biến rất tốt, thậm chí là có những trận họ dùng đội hình 2 nhưng vẫn có được kết quả thuận lợi. Cũng phải nói rằng đây là giải đấu mà Thái Lan rất quyết tâm, họ triệu tập những nhân tố tốt nhất của mình kể cả là những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về để chinh phục danh hiệu. Ngoài ra, khoảng cách giữa đội hình 1 và đội hình 2 của voi chiến cũng không có sự chênh lệch quá nhiều, cho nên khi vào sân, sức mạnh của đội bóng này không hề bị suy giảm. Chỉ có Việt Nam và Indonesia là hai đội bóng đã có được trận hòa trước Thái Lan ở AFF Cup 2020. Điểm chung trong hai trận hòa này đó là Việt Nam và Indonesia đã chơi rất hay trong hiệp 1 nhưng lại hoàn toàn gặp khó ở trong hiệp 2 khi mà Thái Lan tăng tốc Ngôi vị Á quân AFF Cup 2020 của Indonesia như vậy là đã rõ ràng khi dừng chân trước người Thái với tổng tỷ số 2-6. Song bên cạnh đó, AFF còn trao cho đội bóng trẻ này giải Fair Play. Cầu thủ Evan Dimas là người đại diện cho tuyển Indonesia để nhận giải này. Cổ động viên Đông Nam Á đã tỏ ra vô cùng khó hiểu cho điều này khi nhìn thấy lối chơi chém đinh chặt sắt của Indonesia. Đặc biệt là nhìn vào con số thống kê thẻ phạt và số lần phạm lỗi thì khiến cho không ít người phải giật mình. Số liệu của AFF Cup cho thấy Indonesia thi đấu 8 trận và có 13 thẻ vàng, không thẻ đỏ. Họ xếp sau tuyển Thái Lan với 17 thẻ vàng. Thầy cho ông Sinteang dẫn đầu với số lần phạm lỗi là 143 lần, Thái Lan chỉ có 117 pha. Lối chơi của Indonesia cũng để lại ấn tượng không đẹp, họ là đội bóng có số lần tắc bóng nhiều nhất với 138 pha, nhưng tỷ lệ thành công thì chỉ đạt 63%. Theo tìm hiểu, tuyển Indonesia và Thái Lan có lợi thế là họ thi đấu nhiều trận nhất. Họ có cùng 8 trận, thế nhưng mà Indonesia có ít thẻ vàng hơn. Vậy nên nếu như lấy Campuchia chỉ có hai thẻ vàng sau 4 trận đấu ra so sánh, thì lại không công bằng với đội tuyển đã vào tới tận trận chung kết. Ban tổ chức AFF Cup quy định giải Fair Play sẽ do Ủy ban Kỷ luật AFF quyết định. Tiêu chí của giải thưởng sẽ xét theo bộ luật Fair Play của FIFA gồm có 10 điều. Hướng dẫn này không đề cập đến tiêu chí xét số lượng thẻ phạt. Điều đầu tiên chính là tinh thần fair play, sau đó lần lượt là điều thứ hai là chơi vì chiến thắng nhưng cũng chấp nhận thất bại. Điều thứ ba là thi đấu theo tinh thần của luật bóng đá. Thứ tư là tôn trọng đối thủ, đồng đội, trọng tài, quan chức và khán giả. Thứ năm là phát huy sự thú vị ở trong bóng đá, vân vân. Theo như chuyên gia Phan Anh Tú, cựu quyền tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam lý giải, thì Indonesia nhận giải fair play vì thái độ thi đấu tích cực. Họ đã thua 0-4 ở trận chung kết lượt đi nhưng vẫn chơi một trận rất hay và song phẳng với Thái Lan ở tại trận lượt về. Có một điều đáng chú ý là số lượng thẻ phạt được AFF quy định để phân chia thứ hạng xếp hạng ở vòng bảng nếu như có hai đội trở lên sở hữu cùng chỉ số, tức là thống kê về số lượng thẻ phạt không phải là yếu tố ưu tiên để mang ra xét thứ hạng và không được đề cập đến như là cách xét thành tích để chọn đội đạt danh hiệu fair play. Cụ thể là một thẻ vàng được tính là một điểm, thẻ đỏ gián tiếp tức là hai thẻ vàng thì được tính là 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp là 3 điểm và thẻ vàng và một thẻ đỏ trực tiếp là 4 điểm. Đội nào có được ít điểm hơn thì sẽ đạt được thứ hạng cao hơn. Ở AFF Cup 2018, Malaysia là đội đã nhận giải Fair Play. Giải thưởng năm đó cũng gây chú ý khi mà thầy trò ông Tan Chen Ho có số lượng thẻ phạt cao nhất giải là 19 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Người hâm mộ có thể nhìn thấy điểm chung trong hai đội đoạt giải fair play gần nhất là họ đều thua ở trong trận chung kết. Danh hiệu fair play vì thế còn giống như là một lời an ủi gửi tới đội á quân. Một quan chức của AFF cho biết tổng thư ký AFF là người hiểu rất rõ tiêu chí và lý do vì sao mà Indonesia được trao giải fair play. Bên cạnh đó, thẻ phạt chắc chắn không phải là yếu tố quyết định đội nào giành giải này khi mà Malaysia và Indonesia đã chứng minh điều đó. Ngoài hai đội vào chung kết thì các đội ở bán kết cũng có cơ hội để nhận giải đấu này. Danh hiệu fair play hiếm khi thuộc về những đội dừng bước ở sau vòng bảng. Lịch sử của giải đấu đã từng có Việt Nam vào năm 2014, Malaysia vào năm 2012 và Philippines vào năm 2010 nhận được giải thưởng này khi mà bị loại ở bán kết. Nếu như không phải Indonesia thì tuyển Việt Nam rất có thể sẽ là ứng viên cho giải fair play, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu 6 trận, lãnh 8 thẻ vàng bằng với Singapore và Philippines. Chủ nhà AFF Cup 2020 có thêm 3 thẻ đỏ trong khi Philippines thì bị loại từ vòng bảng. Giống với Indonesia, tuyển Việt Nam cũng thua Thái Lan ở trận lượt đi nhưng đã thi đấu kiên cường để hòa đối thủ ở tại trận lượt về. Giải thưởng Fair Play của AFF Cup lần đầu tiên được trao vào năm 2008 khi Việt Nam lên ngôi vô địch. Năm đó thì Thái Lan vừa là á quân vừa là đội nhận giải Fair Play. Như vậy thì lý giải của ông Phan Anh Tú trùng với mục 1 trong hướng dẫn của AFF là tinh thần fair play. Luật fair play của FIFA cũng giải thích rằng chơi đẹp đòi hỏi sự dũng cảm và cá tính, nó làm ta hài lòng khi có được sự tưởng thưởng xứng đáng hoặc là có thể thua. Chơi đẹp cho ta được sự tôn trọng. Mục 2 trong hướng dẫn của AFF lý giải về cách chơi vì chiến thắng nhưng cũng chấp nhận thất bại, tức là chiến thắng là mục tiêu của mọi trận đấu, bạn không thể ra sân với suy nghĩ là chuẩn bị cho một thất bại. Nếu như không chơi để có chiến thắng, có nghĩa là bạn đang lừa dối đối thủ và người xem, thiếu tính nghiêm túc với chính mình. Như vậy có thể thấy rằng AFF đã nhìn thái độ không bỏ cuộc của tuyển Indonesia là một hành động đẹp và trao giải fair play cho họ là vì điều đó. Indonesia không phải là một đội bóng mạnh nhất giải nhưng mà họ cũng gây ấn tượng đặc biệt với nòng cốt gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. 6 trên tổng số 11 cầu thủ Indonesia đá chính ở trận chung kết lượt về tối hôm qua mùng 1 tháng 1 chưa vượt quá tuổi 22 bao gồm có Witan Suleiman, Pratama Ahan, Anfiandra Dewanga đều 20 tuổi, David Rumakiech, Rachmat Irianto và Asnawi Makualam đều 22 tuổi. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cựu danh thủ của Thể công đã nhận xét rằng, nếu như cứ đá thế này, rõ ràng Indonesia sẽ trở thành đối thủ rất khó chịu và là một ứng cử viên tiềm năng ở SEA Games sắp tới. Cầu thủ trẻ Indonesia có tinh thần thi đấu và thể lực rất tốt, đồng thời tính kỷ luật của đội bóng này cũng khá cao. Rõ ràng là phải có sự nhiệt tình và kỷ luật thì Indonesia mới có thể chơi pressing hay là tập trung phòng ngự khi cần được. Như việc Indonesia kiên trì phòng ngự đối thủ cho đến tận phút cuối cùng để có thể thủ hòa được trước Việt Nam cũng cho thấy rằng họ có sự tôn trọng đối thủ cũng như là có được sự chuẩn bị rất tốt. Bản thân tôi cũng khá ngạc nhiên khi mà Indonesia có được tỷ số hòa hai đều ở trận chung kết lượt về, bởi tôi nghĩ là có thể họ còn thua tiếp dù rằng Thái Lan chưa chắc đã sử dụng đội hình mạnh nhất. Trận này cũng có thể coi là thành công lớn của Indonesia, nó cho thấy sự tiến bộ ở các cầu thủ của họ. Tôi nghĩ Indonesia bây giờ đã vượt qua Malaysia và có được sự tiếp cận gần hơn với trình độ của Việt Nam và Thái Lan. Họ đang có một lứa cầu thủ trẻ tiềm năng và đó cũng là một tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Đông Nam Á khi các đội bóng cùng tiến bộ để ganh đua với nhau. Cũng bởi thế, chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ sự lo lắng cho U23 Việt Nam khi sẽ phải cạnh tranh với U23 Indonesia để bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31 dù đây là giải mà chúng ta có lợi thế sân nhà. Chuyên gia này nhận định rằng SEA Games 31 sẽ diễn ra ở trong năm nay và những thông tin thực tế cho thấy Indonesia là đối thủ tiềm năng nhất. Chúng ta chưa biết U23 Thái Lan thế nào, thế nhưng nhìn Indonesia có thể thấy là có vẻ như họ đang vượt trội hơn so với U23 Việt Nam. Nếu như tình hình ổn định, đỡ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Việt Nam nên tạo cơ hội để U23 ra nước ngoài tập huấn, được cọ sát nhiều để rèn rũa nhiều hơn. Chứ còn như năm vừa rồi, U23 Việt Nam chưa có nhiều cơ hội thi đấu và điều đó sẽ khiến cho SEA Games 31 rồi vòng chung kết U23 châu Á 2022 và cả ASIAD 19 nữa sẽ là rất khó khăn. Nhiệm vụ thì nhiều nhưng bóng đá Việt Nam lại đang bước vào giai đoạn khó khăn, giao thời sau chu kỳ thành công và bắt buộc phải thay đổi. Dù sao thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự khó khăn vào thời điểm này. Trong sự tiến bộ của đội tuyển Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong rõ ràng là người có dấu ấn đậm nét nhất từ một đội tuyển thua Việt Nam 0-4 ở hồi tháng 6 năm 2021 ở vòng loại World Cup Indonesia đã có sự thay đổi mạnh mẽ để vươn lên giành ngôi Á quân AFF Cup 2020. Truyền thông Hàn Quốc và Indonesia đều dành lời khen cho huấn luyện viên Shin tae -yong. Đồng thời cũng đặt kỳ vọng là ông Shin tae sẽ tạo ra được những thành công như là huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra cùng với bóng đá Việt Nam. Dù vậy, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng mọi sự so sánh vào thời điểm này vẫn còn hơi sớm. Với huấn luyện viên Shin tae đây rõ ràng là một giải đấu rất thành công. Ông ấy là một trong những huấn luyện viên xuất sắc của AFF Cup 2020. Tuy nhiên để so sánh ông Shin Tae với ông Park Hang Seo thì có lẽ là chưa thể so sánh được. Bởi ông Park đã có quá trình từ năm 2017 tới nay với hơn 4 năm làm việc và đạt được những thắng lợi mà trước nay bóng đá Việt Nam chưa bao giờ có. Chúng ta phải chờ xem chặng đường phía trước của ông Shin Tae như thế nào thì mới so sánh được. Còn trước mắt thì có thể nói rằng ông ấy là một huấn luyện viên giỏi quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo